Chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Thì hôm nay thì Thọ sẽ quay về Hồ Phú Hòa các bạn, Hồ Phú Hòa của thành phố Quy Nhơn, cập nhật lại sau rất là nhiều năm. Sau rất là nhiều năm mình đã cập nhật về Hồ Phú Hòa rồi. Thì hiện nay thì mình đi ngang qua đi lại, mình ở gần đây thôi các bạn. Mình thấy là cái khu vực Hồ Phú Hòa này á, nó hình như nó bắt đầu làm lại các bạn. Thấy xe đồ chạy và đổ đất rất là nhiều, cho nên mình muốn quay lại đây cập nhật lại cái tình hình Hồ Phú Hòa cho mọi người xem. Đấy, buổi chiều các bạn, buổi chiều 5 giờ rưỡi chiều, cho nên nó hơi có gió, có lẽ là nó hơi ồn qua cái micro, cái máy quay phim này, bạn nghe và thông cảm cho mình. Và kênh mình là Quy Nhơn City, chuyên cập nhật những vấn đề mới về thành phố Quy Nhơn, sự phát triển về thành phố Quy Nhơn. Các bạn yêu mến về thành phố Quy Nhơn hãy nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo nhé các bạn. Ok bạn, đây là hiện trạng của Hồ Phú Hòa vào ngày 17 tháng 8 năm 2021 các bạn. Buổi chiều nha các bạn, buổi chiều 5 giờ rưỡi rồi các bạn. Đấy. Đấy, khu vực bên này các bạn, khu vực bên này là có nó làm, họ làm một cái cầu rồi. Nói chung làm xong hết rồi, chỉ còn gác dầm lên nữa là xong. Đấy. Cái cầu này thì nó sẽ đổ ra sông Hà Thanh. Đoạn này Hồ Phú Hòa đi xuống chỗ Cụ Đôi thì khoảng chưa tới một cây số nữa thôi. Đấy. Đây này. Đây là hiện trạng mấy ngày hôm nay thì Thọ thấy họ làm đường xé rồ lại, đổ đất rồ rất là nhiều, rất là ok các bạn. Không biết thì sắp tới đây có làm nhanh hay không. Chứ theo mình biết và nhiều người dân thành phố Quy Nhơn biết là Hồ Phú Hòa này khi mà lập dự án cách đây cũng ngốc nghếch 10 năm rồi. Nhưng mà tới bây giờ đây thì các bạn có thể thấy đấy, thì nó chưa ra sao cả các bạn. Người dân ở thành phố kiến nghị lên nói quá trời luôn, nhưng mà vẫn chưa ra sao cả. Ở bên kia thì họ mới cái xây một cái chi cục thuế của thành phố thôi. Đấy, đường đó là đường Điện Biên Phủ, bên ngang qua đường từ đường Trần Đạo và qua đường Tây Sơn, ở phía kia đường Tây Sơn. Đây là núi Dũng Chua nè các bạn. Núi Dũng Chua, đây là núi Bà Hỏa. Đấy, hai ngọn núi lớn chính của thành phố Quy Nhơn. Đây nè các bạn, đây là cái cầu. Ok các bạn, nếu mà các bạn mà biết về Hồ Phú Hòa lâu năm rồi á, thì ngày trước Hồ Phú Hòa này á là dùng để mà nuôi trồng thủy sản cho các hộ dân ở thành phố Quy Nhơn đấu thầu và nuôi trồng thủy sản. Rồi sau khi sau này khoảng 10 năm trước thì thành phố cũng như tỉnh có quy hoạch Hồ Phú Hòa trở thành một cái trung tâm văn hóa thể thao du lịch Hồ Phú Hòa, đó, làm nên như thế này. Và hiện trạng đây là họ đã bốc đất vô lấp hồ rất là nhiều, khoảng tầm phải 40% của cái hồ đã lấp các bạn. Đấy, hồi trước là không có cái đảo chính giữa kia đâu, nhưng mà nay thì có cái đảo rồi, đảo chính giữa đó các bạn. Cái hòn đá chính giữa hồ kia là dân địa phương ở đây hay gọi là hòn đá nổi, tức là mưa lụt nước lớn cỡ nào cái hòn đá này cũng không ngập hòn đá này được á, thì vì vậy dân người ta mới gọi là hòn đá nổi. Hy vọng thì với cái tình hình này thì Hồ Phú Hòa sẽ là cố gắng làm sớm trong thời gian tới để mà phát triển bộ mặt của thành phố Quy Nhơn. Chứ tại vì Hồ Phú Hòa là trung tâm của thành phố Quy Nhơn các bạn. Nếu mà các bạn mở bản đồ ra xem thì Hồ Phú Hòa nằm ở trung tâm thành phố Quy Nhơn, rất là đẹp. Những cái thành phố mà lớn của thế giới người ta phát triển là dọc những cái hồ, những con sông. Quy Nhơn mình rất là thuận tiện là có những cái hồ, có con sông chảy qua, nhưng mà chúng ta không tận dụng được, cho nên Quy Nhơn mình nó cũng chưa được đẹp lắm. Hy vọng thời gian tới thì thành phố cũng như tỉnh đầu tư mạnh thêm về cái khu vực Hồ Phú Hòa này. Chỗ đây là nước chảy ra vô nè các bạn. Đấy, nước chảy ra sông.
Đó, mấy ngày đây là nước nó xuống, vàng giờ này nước xuống cho nên là nước ở trong hồ Phú Hòa nó chỉ chảy theo ra sông như thế này.